Chào các bạn, trong video này kênh Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn logo vào trong một tập tin video, hay gọi cách khác tức là cách chèn bản quyền vào trong video bằng phần mềm Camtasia. Các bạn có thể xem thêm cách chuyển đổi định dạng tập tin video, cách cắt ghép video, cách tách âm, ghép nhạc vào video bằng phần mềm Camtasia. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về cách chèn logo vào trong video. Mình sẽ không nói về phần mềm Camtasia nữa. Các bạn mở phần mềm này lên. Đây chính là giao diện của phần mềm. Để chèn logo vào trong video thì các bạn cần chuẩn bị những thứ như sau. Thứ nhất, đó là một video cần chèn. Thứ hai, đó là một hình ảnh logo để chúng ta chèn lên cái video. Các bạn cũng có thể sử dụng một video khác để chèn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành import hai cái video đó. Xin lỗi, import một video và một logo vào trong phần mềm bằng cách các bạn truy cập vào menu File, chọn Import Media và các bạn tìm tới tập tin video và logo. Sau đó các bạn bấm vào Open. Bây giờ mình sẽ tiến hành kéo cái tập tin video xuống trước, xuống dưới mục chắc, và mình kéo video này sát mép. Bây giờ mình sẽ quan sát trước cái video. Hiện tại mình chưa có chèn logo vào. Bây giờ mình sẽ kéo cái tập tin logo xuống dưới mục chắc. Và các bạn chú ý là cái tập tin video này, xin lỗi, cái tập tin logo này sẽ nằm trên cái tập tin video. Và bây giờ các bạn quan sát thử, mình sẽ kéo cái tập tin logo này về sát trên cùng và mình sẽ bấm vào nút xem thử. Các bạn có thấy rằng là video mới bắt đầu nhưng logo đã tắt chỉ trong vài giây. Vậy để logo xuất hiện tới khi hết video thì chúng ta phải kéo cái tập tin logo này bằng với lại thời gian của video. Thì các bạn quan sát cách mình làm. Mình sẽ đưa chuột vào cạnh phải của cái logo, sau đó mình kéo cái logo này bằng với thời gian của video. Mình sẽ thu nhỏ lại để dễ thực hiện. Lúc này thì các bạn thấy rằng cái logo của chúng ta đã bằng với lại thời gian xuất hiện của video. Bây giờ mình sẽ bấm để xem thử. Logo của chúng ta lúc này đã chiếm một phần rất lớn ở trên video, thì chúng ta có thể thu nhỏ cái logo này lại và chọn một vị trí để đặt logo. Các bạn thấy logo của mình rất đẹp. Để tạo được một logo như thế này thì các bạn nên chọn những loại logo không có nền. Các bạn có thể xem cách tạo logo không nền ở trong video này. Ngoài cách này thì các bạn cũng có thể chọn cái thời gian để xuất hiện cái logo. Giả sử ví dụ như trong khoảng thời gian từ đầu tới bao nhiêu phút thì mình sẽ cho xuất hiện cái logo như thế này. Hoặc là các bạn cũng chỉ có một logo nhưng mà các bạn lúc hiện lúc không hiện thì các bạn cũng có thể chèn cái logo theo cách ngắt quãng như thế này. Đó là khi mà chạy hết cái khoảng thời gian đó là khoảng tầm 41 giây thì sẽ logo sẽ mất. Các bạn quan sát, lúc này logo vẫn còn. Sau đó logo sẽ mất và sẽ tiếp tục tới một khoảng thời gian nhất định thì logo lại xuất hiện. Các bạn có thể làm một cách này, chèn thêm nhiều cái nội dung hình ảnh vào trong cái video của chúng ta.
Nhưng ở đây mình sẽ chỉ chọn là một logo duy nhất cho toàn video. Ngoài cách các bạn chèn logo thì các bạn cũng có thể chèn thêm nội dung vào trong cái video của chúng ta bằng cách các bạn truy cập vào mục Now. Sau đó các bạn chọn tới chữ T và gõ thêm nội dung vào trong cái chữ T này. Giả sử mình sẽ gõ vào là Robinson và chọn kích thước lớn hơn. Các bạn cũng thể đổi màu cho cái chữ của chúng ta. Tương tự như là logo thì các bạn cũng định thời gian cho cái nội dung chữ này. Và bây giờ các bạn quan sát là trên video của mình thì ngoài logo mình cũng có thể chèn thêm là nội dung chữ vào trong cái video. Với cách này thì các bạn có thể chèn hình ảnh hoặc là nội dung chữ vào bất kỳ thời điểm nào trên video của chúng ta. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình rất mong nhận được góp ý của bạn. Chúc các bạn thành công.